Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Chainsaw Man. Và hiện tại thì cái khu vực ở của mình thì đã được mình mở rộng ra rồi. Mà mình lót ở dưới này là những cái phiến nửa dưới nha, để tránh cái trường hợp là thay ma có thể xuất hiện ở cái khu vực này. Bên cạnh đó thì mình cũng chừa ra một cái khoảng trống này, dự tính là mình sẽ lấp đất vào, rồi sau đó mình sẽ làm một cái thửa ruộng bé bé ở trên này để đảm bảo là mình vẫn có thức ăn ha. Chứ mình vận chuyển bò lên đây thì cũng hơi khó khăn á. Nên là tạm thời chắc là mình sẽ giải quyết vấn đề lương thực bằng cái thửa ruộng. Và để làm được cái thửa ruộng thì đầu tiên mình cần phải đi lấy đất trước cái đã. Trên này không có đất. Đi xuống dưới lấy đất cái. Một stack mấy chắc là đã đủ rồi đó. Một gì đây? Ui cái bọn này nãy giờ đánh Power mất nửa cái máu luôn ạ. Láo thiệt. Này thì dám ăn hiếp Power nè. Giờ mình đã mạnh hơn rồi. Máu mình nhiều hơn rồi, sức mạnh mình cũng tăng lên một tí rồi đó. Nên là mình đã có thể bảo vệ ngược lại Power rồi. Này thì dám đụng vô Power nè. Xử hết. Ui gì đây? Còn tên nào dám ăn hiếp Power nữa không? Mình có ý này. Bây giờ mình sẽ kiếm thêm một Power nữa. Vậy là mình có tổng cộng 2 Power để đi săn quỷ cùng mình rồi. Gấp đôi sức mạnh. Quá là hợp lý luôn. Trời, đã nha. Rồi. Giờ thì dắt cặp đôi Power này lên trên thôi. Con sườn này rén rồi chứ vậy, chạy đi cưng. Giờ chạy còn kịp đó. Cái này nó còn có cục gì nè. Ồ, cái cục này rơi ra từ một con ác quỷ. Là mình có thể chế tạo thành một cái loại sắt bóng tối. Ghê thế nhờ. Thôi chắc mình nên giữ á. Rồi giờ thì trèo lên trên thôi. Wow. Power bơi nhanh vậy. Bơi còn nhanh hơn cả mình nữa. Rồi ngay bây giờ thì mình sẽ lắp đất vào để chuẩn bị trồng trọt ở trên này. Nhưng mà chỗ này cũng hơi nguy hiểm nha. Tại vì bất cẩn xíu thôi là Power có thể lọt xuống dưới rồi, hơi bị nguy hiểm luôn. Từ đây xuống dưới là hơi bị cao á. Ôi. Ủa sao không con zombie xuất hiện được vậy? Ủa là trời. Ủa nó xuất hiện kiểu gì ta? What the heck? Hên là mình không sao á. Ồ, mặc dù trên này ốp bằng nửa dưới nhưng mà chắc mình phải cắm thêm đuốc những cái chỗ trung tâm như vậy, tại vì đây là những khối nguyên á. Nên là cũng có thể mấy con zombie nó có thể xuất hiện ngay chỗ đó đấy. Ui, tí nữa là đi rồi. Không sao, Chúa phù hộ em nha. Sau khi lắp đất vào rồi thì mình sẽ cho nước vào trong ha, để cây trồng có thể phát triển. Giờ mình mới để ý là cái áo vừa rồi nó rơi ra có dòng sửa chữa luôn nè. Một cái áo tốt, cất lại để có gì biết đâu sau này mình có cách tách cái dòng sửa chữa này ra thì sao. Tranh thủ bây giờ thì mình sẽ làm một ít đuốc với cả là một cây cuốc để mình cuốc đất lên. Còn trồng trọt ở đây nữa. Rồi, sắp tới là đã giải quyết được cái vấn đề lương thực rồi đó. Có lúa mì ăn liên tục luôn. Ủa, sao chỗ này nó... Ồ, nó không mấy à, không đủ nước à. 1, 2, 3, 4, ủa đủ mà ta. À, hình như thiếu nước. Câu này nó nằm ở rìa nên nó bị thiếu nước rồi. Mà chắc cũng không sao đâu. Ui, mình thiếu hộp giống mất rồi. Có xương, à đây này, may quá, có xương. Để mình tạo ra nguyên một cái thửa ruộng hoàn chỉnh đi. Giờ thì mới chính thức là xong cái thửa ruộng nè. Dạ, sắp tới là tha hồ mà có bánh mì mà ăn luôn nha. Cái thanh niên này là sắp hết ăn thịt zombie rồi nè, sắp được ăn bánh mì rồi đó. Mệt mỏi thiệt sự. Rồi hiện tại trời đang mưa, nên là việc xuống dưới cũng khá là căng đối với mình á. Thế nên là thôi, chắc mình sẽ án binh bất động ở đây một lúc đi. Đợi trời tạnh mưa rồi mình sẽ lên đường và bắt đầu công việc ngày hôm nay thôi. Nhưng mà trước khi đi thì để mình ở nhà chế tạo thêm vũ khí đi. Hiện giờ thì mình đang bị thiếu vũ khí tấn công tầm xa, mà cây cung bình thường thì nó bắn không được mạnh cho lắm. Thế nên là bữa nay mình sẽ làm một cây cung nó xịn hơn. Nó không làm từ gỗ nữa, mà nó làm từ sắt luôn, cho nó chất lượng. Đó chính là một cây cung bằng sắt giống như vậy. Và để làm được thì đầu tiên mình cần làm cỡ 3 cái que bằng sắt. Rồi đặt nó theo công thức tương tự một cây cung bình thường thôi. Là mình sẽ làm ra được cây cung sắt nha. Và không biết là cây cung sắt này sát thương của nó như thế nào nhờ. Nhưng mà ở đây mình thấy là
cái tầm bắn của nó có vẻ là tăng lên á. Hy vọng là với cây cung mới này thì mình sẽ có thể tấn công tầm xa một cách tốt hơn. Còn để thuận lợi hơn trong cái việc cất giữ đồ thì mình sẽ làm một cái túi để giúp mình có thể chứa đồ trong chuyến đi này. Nó chỉ đơn giản là cần một ít len thôi, cỡ 2 khối, thêm một cái rương, rồi một ít gia thuộc. Vậy là mình đã làm ra được một cái túi rồi. Với cái túi này thì mình có thể chứa được... ít vậy có một hàng nữa hả? Để nâng cấp lên được thì mình còn phải có thêm kim cương rồi. Ây da, nhưng mà không sao, có thêm ô chứa đồ là cũng quý rồi. Giờ thì mình đã sẵn sàng để lên đường được rồi đó. Trên đường đi ví dụ có thêm cù bò thì mình sẽ săn thêm để có nguồn thức ăn nó tốt hơn ha. Rồi, thanh niên kia thì ở nhà dưới nhà giùm mình đi. Mình với hai bé Bower này sẽ đi xuống dưới, đi săn quỷ trong ngày hôm nay thôi. Ui, ui ở đây có con gì nó mới... À, một con zombie nó mới đặt block lên tới trên kia thì nó bị... Ui, này, 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 nó xuất hiện nữa nè. Ê, này thì ha, dám đặt block hả? Ui, cẩn thận nha. Nguy hiểm quá. Ui, Bower của mình mất hết miếng máu rồi. Hồi máu lại. Không sao hết. Mục tiêu của mình trong ngày hôm nay đó chính là đi tìm thêm một cái nhóc Bochita mới. Mình thì chỉ có đúng một Bochita hiện tại thôi. Và mình không hề muốn lấy trái tim của Bochita tí nào. Thế nên là mình muốn tìm một Bochita mới để lấy trái tim và có thể biến thành một Chainsaw Man thực sự ha. Lần trước thì mình tìm được Bochita ở cái vùng Savannah này. Thế nên là mình cũng muốn thử lại một lần nữa là dạo quanh cái vùng Savannah coi coi có gặp được Bochita hay không. Lớn gớm mình hơn là mình gặp tiếp được á. Ý, mình lại gặp thêm một power khác nữa. Ý. Trời ơi, mình có nguyên một cái vàng harem power ở phía sau nè. Vậy thì tuyệt cú mèo luôn á, mình không sợ bị ăn hiếp nữa rồi. Bọn zombie đông chứ vậy. Mình cũng có số lượng rất là đông power bảo vệ nha. Tụi mình sẽ sát cánh bên nhau và chiến đấu chắc sẽ rất là tốt đây. Đây là... Ôi, một cái chỗ hiến tế hay là một cái chỗ hành hình gì đó. Nhìn thấy ghê thiệt chứ. Ồ, nhưng mà được cái nó có rương nha. Nó có quyển sách gì đây? Mình coi thử. Ồ, cái này toàn là ấn lịch không à. Cái gì đây? Cái này nói về một cái kẻ sát nhân gì đó sẽ không có dừng lại đâu. Rồi cái người này bảo là đừng để cho hắn giết thêm bất kỳ người nào khác. À, tức là có một kẻ sát nhân nào đó rất là ghê rợn ở trong cái thế giới này á. Kiểu kiểu vậy ha. Wow. Thì ra kiểu như đó là những cái lời chăn trối của người đó thì phải. Kìa, bên kia lại một cái chỗ hành hình khác kìa. Quá trời, những cái xác của dân làng cũng như là những người khác luôn. Ghê thiệt. Ở dưới này thì sao? Ê, dưới này có một cái hang. Mình lại muốn đi mai tiếp quá à. Kiểu mình muốn tìm thêm kim cương ấy. Ôi, con zombie đặt block lên nó tìm mình ạ. Ghê thật. Thôi được, bữa nay mình có rất nhiều power đi theo bảo vệ rồi. Nên là chắc mình sẽ đi mai thêm để mình kiếm thêm kim cương và làm cúp kim cương ha. Yes, sure. Chắc chắn là như vậy rồi. Đi, ở đây có sắt nè. Hồi nãy đi mình bất cẩn quá. Mình không có mang theo sắt á. Nên là chắc bây giờ mình phải lấy thêm sắt để mình có thể chế tạo một cây cúp mới. Cúp mình nó gần hơn mất rồi. Đây, cúp mới đã có. Rồi. Tự tin để đi đào thêm kim cương rồi đó. Cái hang này có vẻ dẫn cũng khá là sâu xuống dưới nè. Tiềm năng á nha. Ui mà ở đây nhiều quá vật quá. Rất nhiều luôn. Ui nó móc mình. Ê, ấy nó móc được luôn hả? Gì mà ghê vậy? Nó móc đúng xa luôn. Chu choa. May là mình có cây kiếm kiểu như đánh nhanh á, nên là mình hạ mấy con Reaper khá là dễ. Úp. Và con Reaper nó rơi ra cho mình trái tim của bom. Nó rơi ra mình trái tim bom gì cả. Bower vừa đánh bại một tên zombie thợ mỏ và nó rơi ra cho mình một viên kim cương luôn. Wow. Ủa cái gì vậy? Ôi chết rồi. Ôi no. Mình lỡ ăn cái trái tim bom và cái kết là... Bây giờ mình thành quỷ bom luôn rồi. Ôi no.
Trời ơi, mình tính làm quỷ cưa mà rốt cuộc làm quỷ bơm luôn rồi. Chuyện xui gũi thiệt sự á chứ. Ừ, nhân dịp mình mới có sở hữu một cái sức mạnh mới để mình test thử luôn, coi coi sức mạnh của quỷ bơm là như thế nào ha. Ơ, nhưng mà không biết khế ước của mình với quỷ cáo thì sao? À, vẫn còn. Ok, vậy thì tốt. Ủa, dưới này có công trình vậy? Ơ, khoan, dưới này là công trình gì đây? Ồ, dưới này có công trình. Để mình đi khám phá thử. Và khi mình ăn trái tim của quỷ bơm thì mình có thể biến hình luôn nha. Đây, để mình sẽ thử biến hình. Mình sẽ biến thành hình dạng của quỷ bơm nè. Biến hình thử. Oh my god. Ồ, chính xác rồi nè, bây giờ mình đã biến thành quỷ bơm rồi. Ồ. Nhưng mà không được. Mình biến hình mình có thể làm tổn thương tới power các thứ. Ôi no. Wind Ripper nổ một power của mình ngẫm của tỏi rồi. Trời ơi, mình biến hình mình gây rất là nhiều sát thương luôn á. Để cho tiện cái việc chiến đấu hơn á thì mình đã đưa hai cái bé power về nhà rồi. Giờ thì một thân một mình xuống dưới và sử dụng sức mạnh mới từ quỷ bơm á để mình có thể trả thù cho power vừa hy sinh ở phía dưới. Giờ thì biến hình thôi. Ở hình dạng quỷ bơm này thì bây giờ mình có một cái ưu thế á, là mình có thể tấn công tầm xa rất là tốt luôn. Ở đây, ở đây, chỗ trung tâm có spawner đúng không? Mình sẽ chọi bơm vào trong đó. Bọn chúng banh xét hết rồi. Làm quỷ bơm tuy hơi nguy hiểm thiệt đó, nhưng mà ít ra mình sẽ có lợi thế về cái tầm chiến đấu á. Đụng vô mình là mình cho nổ liền. Quá tuyệt vời. Ủa, nhưng mà không có rương à? What? Trong những cái chậu này thì... À, đồ nó cất trong mấy cái chậu. Ra là vậy. Này, cái chậu nữa nè. Nhưng mà đồ trong chậu thì cũng không có xịn cho lắm. Ok. Còn phía bên này. Ở đây là một cái lối mòn gì khác nữa. Oh. Còn có đường hầm bí mật nữa à. Được quá ta. Chưa, để mình xử nốt mấy thanh niên này cái đã. Sẵn tiện mình sẽ biến hình luôn. Lỡ đâu ở dưới cái đường hầm bí mật đó nó có quái thì sao? Ê! Ôi ơi! Ôi! Nó không có quái vật. Nhưng mà nó có một cái bẫy nhung nham. Ice! Chết tiệt thiệt, cái công trình này nó bịp mình. Tí nữa là phải bỏ mạng dưới cái bẫy nhung nham đó rồi. Bên này là bẫy rồi, chắc bên còn lại sẽ không bẫy đâu. Chẳng lẽ mình nhỏ tới bẫy sao? Được, đi xuống dưới nào. Không có gì phải sợ hết. À, chính xác. Không có bẫy. Đây là một cái chỗ cất đồ bí mật. Nó còn chỉ cho mình một cái lối ra nữa kìa. Quay, xịn vậy sao? Ơ, nhưng mà đồ nó cho gì kỳ vậy? Ơ kìa. À, đây. Có đồ kim cương nha. Một cái sẻng kim cương có dòng sửa chữa sẵn luôn. Tốt đấy. Hết rồi. Sơ qua thì chỉ có vậy thôi. Rồi giờ thì chắc mình sẽ men theo cái đường này và đi lên thôi. Ui, nó còn cho mình thêm thang leo để mình trèo lên nữa nè. Thiết kế hay đấy. Rồi và cuối đường thì nó có thêm vài cái chậu. Và... À, còn có rương. Như vậy là những cái rương của nó sẽ có hình những cái quan tài nhá. Ra là vậy. Có táo vàng cường hóa luôn này. Có được cái loại thép bóng tối mà hồi nãy mình xem công thức luôn cả. Một cái rìu sửa chữa mình không cần lắm. Rất nhiều vàng. Tiếp tục là vàng nữa nè. Ây da, con ma này đánh đủ rồi đó. Khi mà mình mở những cái quan tài này ra thì thỉnh thoảng sẽ có vài cái hồn ma nó xuất hiện để nó đánh mình ha. Giống như là nó muốn bảo vệ cái rương này vậy. À, phía sau này vẫn còn chỗ nữa nè. Rất nhiều gương luôn. Ôi, chiếc này mình giàu rồi. Giàu to. Một cây cúp. Có cái dòng cường hóa là không không rõ luôn cả. Cái gì mà nghe rủi ro vậy. Ừ. Nhưng mà mình khá là thích cái khu vực này á.
nên là mình sẽ lướt sạch luôn. Lâu lâu mới có dịp lướt đồ free đã như vậy. Tranh thủ thì mình cũng sẽ cất đồ vô trong và dọn bớt kho đồ lại cái đã. Quá trời quá đất cái kho đồ mình nó bừa bộn rồi. Rồi, tiếp tục đi thôi. Biến hình trước đi. Để nhỏ trường hợp cấp bách là có cái sức mạnh sẵn mà dùng. Ơ nhưng mà có cái hay là hình như sức mạnh của quý bơm á hồi rất là nhanh luôn kìa. Ở phía bên phải có cái thanh máu đúng không? Đó là số máu mà mình cần để thi triển những cái kỹ năng á. Nhưng mà cái tốc độ hồi lại thì khá là cao luôn, gần như là hồi ngay lập tức. Nên là mình có thể thoải mái spam những cái quả bơm. Yeah. Vậy là từ bữa nay mình đã chính thức có thể bán hàng lại cho cái bọn thây ma cũng như là bọn quỷ rồi. Mặc dù không như ý mình lắm, tại vì ban đầu mình muốn trở thành quỷ cưa hơn cơ. Ồ, ở đây nó có một căn phòng khác. Ui, nhiều quá giật vậy. Ô nè nè nè. Ô, mấy con này nó định làm gì mình á. Ui, đã vậy nó còn gián tiếp chứ mình tìm ra được căn phòng chứa rương ở dưới nữa. Tốt nha. Rồi rồi rồi. Giờ công việc đầu tiên sau khi vô mỗi cái căn phòng là mình sẽ đập hết spawner. Còn cái spawner nào không? Hình như là hết rồi. Rồi, an toàn để cho mình loot rồi đó. Nhưng mà đồ trong này thì có vẻ không xịn như mình nghĩ. Có vẻ khá là hiếm để mình có thể tìm được những viên kim cương ở trong cái khu vực này á. Ê, nó còn cho mình một cây cúp mềm mại nữa cơ. Lượm luôn. Nhưng mà mấy cái hồn ma này nó đánh mình đau quá. Mình cũng phải chống cự lại mới được. Ở dưới góc này thì nó còn có cái căn phòng giống như là phòng trồng búa địa ngục nè. Được á. Mình sẽ lấy búa về. Nhỡ đâu sau này mình cần chế tạo thuốc thì sao. Còn hướng bên này thì trồng Ê, không phải trồng nữa mà là nuôi. Nuôi những cái con mực phát sáng. Trên cao này là cái chỗ giống như là để pha thuốc nè. Ừ, có hơi thở rộng luôn. Wow. Có khá là nhiều đồ liên quan tới việc chế tạo thuốc cho mình luôn á. Tốt quá nè. Dàn pha thuốc nữa. Mình chưa có nên là mình mang về nhà luôn. Chuyến đi này mình mang cả đống đồ mới về luôn á. Cao thủ cũng không bằng tranh thủ á. Ok. Còn dưới căn phòng này thì ok đây. Bách thoát. Chưa. Mình từ từ hả chọi bơm. Mình thấy nó có đồ á. Dầu to rồi. Trời đất ơi. Ê đi ra. Đừng có cản trở mình loot cái chỗ này nào. Kim cương cất vào liền. Vàng đồ các thứ. Chúng mánh thiệt sự. Vậy là quyết định không dùng kỹ năng phát nổ là đúng đắn nha. Giữ được một cái chậu gơi ra cả đống đồ tốt luôn. Còn có một cái cúp sắt sửa chữa nữa nè. Hay. Mình lấy thay thế cho cây cúp của mình. Ngọc lục bảo cũng được. Ok. Hướng này đã sạch những cái rương xịn rồi. Giờ thì tới với mấy cái rương thường nè. À như vậy thì mấy cái rương thường chủ yếu là chứa mấy cái đồ lặt vặt không à. Mình sẽ không ngần ngại nữa. Cho nó phát nổ thôi. Quậy banh khu này luôn. Vì hồi nãy nó đã cướp đi một bé power của mình rồi. Phá banh luôn nào. Cái kỹ năng chọi bơm mình sẽ có hai dạng nha. Một dạng là chọi bơm thường thì nó sẽ phát nổ không có dữ cho lắm. Và một dạng là siêu bơm. Mình chọi một phát là nó nổ hơi bị bự luôn. Đó. Cái chỗ này mà chỉ sau một trái bơm thôi mà nó nổ rộng như vậy là đủ hiểu rồi đó. Ồ nhưng mà khoan. Ở đây có rương nữa nè. Mình nên chậm lại để mình còn loot mấy cái rương này nữa. Bỏ ổn. Liệu rằng phía đằng kia nó còn đường đi tiếp không? Để mình dò thử. Ôi. Mình dò ra được kim cương luôn kìa. Ôi, nhưng mà ở đây bắt đầu nhung nham nó tràn xuống rồi. Mình trèo lên. Ồ, sao mà đỡ được. Không biết là được bao nhiêu quặng đây. Có vẻ là 2 đó. Ồ, chính xác. Ok, có thêm 2 viên kim cương là cũng khá là tốt đối với mình rồi. Trong cái công trình này mình đã tìm ra được 7 viên kim cương rồi đó. Quá là đã. Hướng này mình thấy nó có một cái công trình khá là giống một cái thư viện nè. Ui. Lại xuất hiện mấy cái hồn ma này. Mình sẽ thử vô trong đó coi. Nó sẽ cho mình những cái đồ gì ha. Ui, nhưng mà còn nhiều rương lắm. Ghé qua mình loot nốt đi.
Ồ, có lòng trung thành cấp độ 3 luôn nè. Dùng để ép vào cái cây đinh ba á. Trong cái này đích thực là một cái thư viện rồi. Liệu rằng nó có chứa những quyển sách xịn như mình nghĩ hay không? Để mình lên mình khám phá thử. Có vẻ là mình quá đa nghi rồi. Trên này nó chả có một tí cái rương nào hết. Ồ, không có bất kỳ cái rương nào luôn á. Kể cả sau những cái bức tường này cũng không có luôn. Nữa hả? Dùm bài thợ mỏ. Sao hoài vậy? Gặp hoài luôn á. Ở đây nữa nè. Ồ, thợ mỏ vào. Thợ mỏ cho kim cương. Được, mang tới cho tôi nhiều anh thợ mỏ giống như vậy đi. Tôi cần những anh như vậy. Trời ơi, sao không nói sớm mang kim cương tới cho người ta? Sao không nói sớm nè, để người ta tiếp đãi một cách nồng hậu nhất. Con này lợi dụng nha. Trời, đánh tránh bữa ăn nha. Mới xách ổ bánh mì ra là nó nhào tới, nó quýnh mình rồi. Kỳ cục ha. Lần này thì mình phát hiện một cái căn phòng chứa rất là nhiều ngọc lục bảo luôn. Không lấy mang về là không được. Ồ, còn có sách vô hạn nữa nè. Quá tốt. Tầng trên thì có thêm ngọc Ender. À, mấy cái ngọc Ender này bữa nay chắc sẽ khá là hữu ích đối với mình đây. Nên là mình sẽ mang hết về luôn. Về sau thì nó cũng sẽ giúp ích cho mình đó. Hết cái căn phòng này thì mình sẽ tới... Ồ, đây là căn phòng nấu đồ hay sao á. Mình thấy nó có rất là nhiều lò nung luôn. Ồ, chính xác rồi. Đây là phòng nấu đồ ở cái công trình này. Bên đây là cái lò than nè. Mình thấy quá trời than. Nên là mình cơ hội mình mang về luôn. Sắp tới tha hồ mà dùng than này để đi nấu nướng. Lò nung xịn hả? Đem về. Quá trời thứ nhà mình đang thiếu luôn á. Còn trong căn phòng này thì sao? À, phòng này là kiểu mình cho đồ vô thì nó sẽ tự nung cho mình á. Mình đoán vậy. Sơ qua thì công trình này chỉ cho mình được một mớ đồ thôi ha. Nhưng mà ở cái giai đoạn này, mớ đồ đó thì cực kỳ đáng giá luôn. Mặc dù đánh đổi lại thì mình mất đi một cái bé power rồi. Hơi tiếc một xíu. Hy vọng là mình sẽ sớm tìm được một cái bé power khác thay vào cái vị trí cũ đó. Thôi chắc bây giờ mình đi lên trên thôi. Ở dưới đây lâu là cũng hơi mệt á. Bọn chúng tính úp sọt mình. Để mình biến hình. Nổ bánh xác các ngươi nè. Wow, nổi cái biến hình thôi mà mình đã hạ được cái đống tên rồi. Ít thiệt. Ê, vừa trở lên trên thì mình gặp một cái thanh niên này là boss à. Ồ, chính xác rồi, 300 mấy máu. Được. Bây giờ mình đã có sức mạnh mới rồi. Mình sẽ không ngán mấy con boss này đâu. Mình sẽ đứng từ xa để mình chọi bom nó. Ăn bom cực mạnh của mình đi. Thêm một cái nữa nè. Cái này thì hơi dữ đó. Nó vẫn sống sau cái trái cực mạnh đó. Con boss này ghê thiệt. Ê, nó còn chịu hồi ra cái con Ravenger nữa. Ui, rồi mình hạ được cái con Ravenger rồi. Giờ thì còn mình nó thôi. Wow, căng thiệt. Ôi, nhưng mà với sức mạnh của quỷ bơm thì mình khá là khó để nhận đồ sau khi mà mình đánh bại những con boss nha. Kiểu đồ nó sẽ bị nổ luôn á. Vậy là khi kết liễu thì chắc mình sẽ dùng sức mạnh của quỷ cáo hoặc là sức mạnh cận chiến của mình đi. Mình nghĩ nó sẽ hay hơn á. À, mà đã cạnh đây còn có danh trại của bọn chúng nữa đúng không? Mình không thể để bọn chúng kiểu tác quái mãi được. Mình sẽ phá tan cái danh trại của bọn chúng luôn. Tấn công. Chọi bom vô. Có sức mạnh quý bom mà. Đúng kiểu như là điểm mạnh của mình luôn á. Tới số rồi. Slam hả? Giải cứu slam nè. Ui. Ngoài ra mình còn phát hiện ra mình còn có khả năng bay nhờ cái kỹ năng phát nổ cực mạnh này. Bay hơi cao luôn á nha. Quá đã. Ui. Rồi, tiệc cúng eo. Reaper hả? Zombie hả? Tới lúc để mình trả thù rồi. Ủa, có đồ. Trong lúc trả thù còn có đồ nữa chứ. Thích vậy. Vàng đâu các thứ nữa nè. Lụm luôn, không lụm thì ổn. Nhưng mà xà quần ở đây cũng không phải là ý kiến hay đâu. Nên thôi, chắc mình phải về nhà á. Quá đủ cho cái một chuyến đi này rồi.
mình cất đồ rồi dẫn Power đi khám phá tiếp thôi. Bữa nay thì mình có được khá là nhiều ngọc Ender luôn, thế nên là mình sẽ dùng những cái ngọc Ender này kết hợp với một chút sắt nữa là mình có thể tạo ra được cái được gọi là mob capture. Đây là thứ khá là hữu ích để giúp mình có thể giữ Power lại bên trong ha. Như vậy khá là tiện luôn. Nhỡ mà đang chiến đấu tự nhiên tắp máu quá mà mình không có kịp hồi phục á, mình sẽ bắt lại vô trong. Như vậy thì sẽ an toàn cực tuyệt đối. Chuyến đi vừa rồi thì mình cũng có thêm được kim cương nữa, nên mình quyết định là mình sẽ nâng cấp cái túi của mình lên. Cấp độ tiếp theo là cấp độ bằng sắt, để coi coi nó sẽ có được bao nhiêu sức chứa. Đầu tiên là mình sẽ cần có hai len trước, tiếp theo là một viên kim cương và bấm công thức một cái. Vậy là mình đã có túi bằng sắt. À, cái túi này thì nó sẽ cỡ cỡ một cái rương gỗ bình thường á. Cũng hay. Nâng cấp túi đã xong thì bây giờ mình sẽ nâng cấp thêm áo giáp đi. Mình thấy trong đây nó có một bộ giáp bằng sắt, đúng nghĩa là bằng sắt luôn. Đây, nguyên vật liệu của nó thì làm từ rất là nhiều sắt ghép lại với nhau, kiểu như vậy. À, mình sẽ làm quên luôn, vì sắt thì mình không có thiếu đâu. Rồi, giờ thì mặc vô thử nè. Không biết nó sẽ trông ra làm sao đây. Vô. Nhìn chiến binh thiệt sự. Cái áo kim cương của mình thì nó sắp hư rồi. Nhưng mà mình có thể sửa nó lại được, không khó lắm đâu. Đây, mình sẽ làm một cái đe rồi mình sẽ sửa cái áo lại. Chắc cũng tốn thêm một ít kim cương á, cỡ 2 viên đi, mình đầu tư 2 viên. Tăng cũng được khá nhiều độ bền nè. Ok, mình sẽ thay cái áo trong cái set này bằng cái áo kim cương. Rồi, còn cái áo cũ thì mình sẽ mang theo, nhỡ có hư cái áo này thì mình sẽ mặc vào. Ngày mới đã bắt đầu rồi, nên chắc là bây giờ mình sẽ thu hoạch xong cái mớ lúa này. Rồi, sau đó mình sẽ dắt Power đi săn quỷ tiếp thôi. Mình sẽ cố gắng săn thật là nhiều quỷ để kiếm thêm những cái điểm nâng cấp sức mạnh đó. Chứ bây giờ mình còn khá là yếu luôn. Mình lại gặp nhà của quỷ dơi tiếp à. Chính xác rồi. Thời tới. Lần này thì mình đã sở hữu thêm sức mạnh của quỷ bơm á, nên là mình sẽ thử vô trong đó chiến đấu với quỷ dơi coi. Ủa nhưng mà bây giờ bất tiện quá. Tức là mình muốn chiến đấu thì mình bắt buộc phải bắt Power lại. Nếu không muốn kiểu như nổ chết cả Power ấy. Ồ, một điểm trừ cho sức mạnh của quỷ bơm á nha. Bây giờ thì đập nhà của tên quỷ dơi này thôi. Rồi, sau đó mình sẽ đi vào trong. Từ từ chậm rãi thôi. Ủa? Ủa quỷ dơi đâu? What? Oh. Cái tên quỷ dơi đi chơi rồi. Oh man. Hèn gì mình lại gần như vậy mà không thấy thanh máu của hắn. À nhưng mà có bạn gái của hắn. Đằng kia có quỷ đĩa kìa. À, được quá ta. Ê, ở đâu? Có hắn luôn, hắn ở bên căn nhà mới. Ra là vậy. Rồi, bữa nay mình sẽ solo với bạn gái của quỷ dơi mới được. Trước tiên mình sẽ biến hình trước rồi đó. Rồi, đánh bơm cảm tử nào. Úi giời. Ui. Coi bạn gái quỷ dơi có cái lửa dài chưa kìa, con quỷ đĩa này. Này thì quỷ đĩa. Banh xác rồi. Rất là nhanh chóng luôn. Công nhận bữa nay có sức mạnh mới cái... kiểu bị tự tin đó nha. Ê, nhưng mà bây giờ mình mới để ý, lúc mà mình biến hình thành quỷ bơm á thì cái nón của mình sẽ lập tức bị mất luôn, kiểu nó bị thay thế bằng cái đầu của quỷ bơm á. À, ra là vậy. Đó là lý do mà hồi nãy lúc mình khám phá công trình mình mất cái nón nhanh tới vậy. Rồi bây giờ mình sẽ tấn công tên quỷ dơi từ xa coi. Ồ được đó ta. Chở bơm vô nhà hắn. Ôi nhưng mà không tới. Thử với góc này coi. Chở bơm. Ui con bò này. Trời ơi gặp con bò nó làm mình say sẩm trong mặt buồn nôm rồi. Ủa sao con quỷ dơi này trâu vậy. Người trâu đúng không. Tao biến hình kế bên người luôn. Rồi nó đòi. Ủa nó văng tít lên trời cả. Hình như con quỷ bơm này nó miễn nhiệt. Ủa gì, quỷ dơi này nó bị nhiễm với bơm rồi. Ồ không. Đã tới lúc mình nhờ Power rồi. Tấn công nào Power. Let's go. Ây,
Ui, hắn bay lên rồi. Bay cũng không thoát được đâu. Lên nào. Ý, lại bay tiếp. Kỳ cục éo vậy. Trời ơi, Bower đập một cái hắn nửa cái máu rồi. Hay lắm Bower. Vô, tuyệt vời. Bower mạnh thiệt. Chữa thương lại cho Bower rồi cắt Bower vô trong thôi. Vậy là bây giờ mình đã có thể nâng tiếp những cái điểm kỹ năng của mình rồi. Được 4 điểm kỹ năng nè. Mình sẽ lần lượt nâng thêm máu đi. Mình nghĩ nâng máu là lựa chọn đúng đắn nhất luôn. 2 điểm máu. Với cả là 1 điểm tốc độ và 1 điểm sức mạnh. Như vậy thì mình sẽ mạnh đều luôn á. Quá tuyệt vời. Giờ thì mình khá là nhiều máu luôn. Sắp tới chắc mình sẽ triệu hồi con ra được nhiều lần hơn rồi đó. Thông thường thì một lần triệu hồi thì mình sẽ mất cỡ tầm 10 trái tim á. Đây mình sẽ nhắm vô con bò mình test thử. Ồ đúng rồi, một lần triệu hồi mình sẽ mất cỡ 10 trái tim. Nên là bây giờ mình có thể triệu hồi con được cỡ 3 lần. Khá là tốt luôn. Rồi, lúc này thì chắc mình sẽ săn thêm bò đi. Chứ mình ăn bánh mì ngán lắm rồi. Úp. Có con quỷ. Có con quỷ cà chua kìa. Lụm quỷ cà chua luôn. Lại có thêm điểm để nâng cấp rồi. Quá đã. Nhưng mà mình chưa nâng cấp cái điểm nhảy cao nào hết. Chắc mình sẽ dành một điểm để mình nâng cấp nhảy cao đi. Ok. Giờ thì mình có thêm hiệu ứng nhảy cao cấp độ 2 nè. Mình có thể nhảy qua những cái chỗ địa hình khó khăn rồi. Đằng kia là cái làng phù thủy. Ôi trời. Cái gì phù thủy chỗ thuốc xa vậy? Oh my god. Kìa phù thủy chỗ thuốc từ kia qua đây luôn. Ow. Thôi được rồi. Mấy mụ phù thủy này ép mình đó. Mình sẽ biến thành quỷ bơm và đáp trả thôi. Chọi bơm ra. Trời đất ơi, chọi thuốc lắc máy mình luôn rồi. Thiệt luôn á. Chọi thuốc gì mà xa dữ thần không biết nữa. Không thể tin nổi luôn. Từ bé tới lớn mình mới thấy phù thủy mà chọi thuốc xa tới vậy á. Ngồi lắc hết cả máy rồi, thôi. Coi như là mấy mụ phù thủy này mạnh đi. Không chơi nữa đâu. Làm lắc hết cái máy thì sao mà chống lại được. A few moments later. Mình cũng muốn lương thiện lắm nhưng mà mấy cái mụ phù thủy này không cho mình làm điều đó. Mình sẽ cảm tử với mấy cái mụ này. Bơm cực mạnh à. Còn mụ nào dám chọi nữa không? Vẫn chọi à. Xuống đây rồi chơi đồ. Này thì chọi. Cơn thịnh nộ của lọc quỷ bơm nè. Ui da, mấy mụ ta chọi thuốc mù lò mình chả thấy đường gì hết mà ném bơm luôn á. Thôi. Còn thêm con zombie này nữa. Nổ banh xác luôn đi. Đây là cái mụ cầm đầu hay sao nè. Cái mụ này có cái thanh máu boss. Sửa mụ ta trước. Ngẫm củ tỏi chưa? À vẫn còn. Ui trâu vậy. Đâu ơi. Mới thấy mụ ta đây mà. À uống thuốc tàng hình. Mụ ta sợ quá uống thuốc tàng hình để chạy. Này thì chạy nè, bánh xác rồi. Mụ kia khôn hồn thì chạy đi nha. Mình cũng chạy luôn. Mèn nét ơi. Đó. Tới đây mà vẫn chọi thuốc chúng nè. Đáng sợ thiệt luôn. Mình sẽ tạm thời gác qua mấy cái mụ phù thủy đi. Mình lo tìm Bochita còn tốt hơn á. Kệ mấy mụ ta. Ok. Tiếc quá. Chuyến đây này phải mình tìm thêm được một nhóc Bochita nữa là mỹ mãn luôn á. Nhưng mà không sao. Mình sẽ cố gắng trong thời gian sắp tới để có thể tìm ra được thêm một cái nhóc Bochita khác á. Còn nhóc Bochita này sẽ là giống như là người bạn của mình vậy đó. Cũng như là một cái công cụ giúp mình có thể đột nhập vào những cái công trình mà nó có nhiều gỗ. Yasuo chắc chắn là như vậy rồi. Và nói chung hôm nay cũng là một ngày tuyệt vời của mình vì mình đã có được một cái nguồn sức mạnh mới. Đó chính là sức mạnh của quỷ bơm. Nhưng mà bây giờ mình không biến hình được ở ngay khu vực này đâu. Mà đại khái các bạn cũng thấy được sức mạnh rồi ha. Khá là khủng đối với cái khả năng phát nổ á. Trong tương lai thì mình còn có thể tìm ra thêm nhiều cái nguồn sức mạnh từ các loại quỷ khác nữa. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trên cái hành trình tìm kiếm Bochita và xin lấy trái tim để mình có thể biến thành Chainsaw Man thực sự. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp. Bye bye.